Chào các học sinh lớp 9. Hôm nay ở tuần 12, tiết 23-24, ở chủ đề 4, nhảy xa. Ở phần mở đầu, các học sinh đăng nhập vào đường link lớp học.hochiminh.edu.vn để các em lấy bài về xem. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Ở kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, chúng ta có 4 giai đoạn: chạy đà, giảm nhảy, trên không và tiếp đất. Ở phần khởi động thì cũng giống các tiết học trước, chúng ta cũng sẽ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, các động tác ép dọc, ép ngang. Ở phần khởi động chuyên môn thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đốt chạm mông tại chỗ và di động. Ở phần nội dung thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích hai giai đoạn. Ở kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi có 4 giai đoạn, chúng ta chỉ phân tích trước hai giai đoạn. Số 1 là giai đoạn chạy đà, số 2 là giai đoạn giảm nhảy. Đây, các em quan sát trên hình ảnh, ta thực hiện hai nội dung này. Chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật nhảy xa. Ở giai đoạn chạy đà, nhiệm vụ chúng ta là tạo ra tốc độ tối đa theo phương nằm ngang trước khi giảm nhảy và chuẩn bị tốt cho việc đặt chân giảm nhảy chính xác và bắn giảm. Giai đoạn chạy đà. Ở phần B, chúng ta sẽ xác định đà và cách đo đà. Đầu tiên xác định đà. Nếu là chạy đà bước chậm 2, 4, 6 bước thì lúc này chân giảm của các em sẽ đặt ở phía sau phía trước, phía trước. Nếu chạy đà lẻ 3, 5, 7 bước thì chân giảm đặt ở phía sau và xuất phát. Về cách đo đà thì chúng ta có hai cách để đo đà. Thứ nhất, đo đà bằng thước giây. Thứ hai, chúng ta đo đà bằng bước đi. Một bước chạy đà bằng hai bước đi bình thường. Các em nghe câu này là quen rồi ha, lớp 8 mình học rồi. Một bước chạy đà bằng hai bước đi bình thường, và chúng ta sẽ đo từ bắn dậm đến bật xuất phát. Số bước chạy đà của mình thì các em lưu ý, do cái đường chạy của trường thì chúng ta chỉ có được 16 đến 20 bước thôi. Đối với nam và nữ thì từ 14 đến 18 bước nha. Chứ ở ngoài sân động thì đà dài hơn. Ở phần C, kỹ thuật chạy đà cơ bản giống như kỹ thuật chạy giữa quãng của cự ly ngắn. Nhưng để chuẩn bị tốt cho động tác giảm nhảy nên cái bước chạy trong nhảy xa tính đàn tính cao hơn, trọng tâm thân thể nhấp nhô hơn, góc độ đạp sao lớn hơn, thời gian chân dậm chân chạm đất lâu hơn, thân người càng về gần quán dậm càng thẳng đứng, nhằm để kéo dài bước chạy ở 4 bước cuối cùng, chuẩn bị tốt cho động tác giảm nhảy. Các em quan sát chụp hình. Khi chuẩn bị giảm nhảy được thể hiện ở 4 bước nhảy cuối cùng bằng cách thân trên thẳng đứng, trọng tâm cơ thể hạ thấp để tăng độ dài bước chạy và chạy tạo bởi chân dậm ngắn hơn bước chạy của chân lăn ở thời kỳ chống tựa từ 15 đến 20 cm. Cái này thì ra sân tập này thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn, có thể là qua những cái bài lý thuyết thì các em nghe có vẻ là chậm hiểu hơn, nhưng mà ra sân thực hiện thì chúng ta sẽ dễ dàng. Chúng ta qua giai đoạn 2, giai đoạn giảm nhảy. Tốc độ chạy đà và tốc độ giảm nhảy có mối quan hệ khăng khít với nhau, nên để tận dụng được tốc độ nằm ngang chuyển sang giai đoạn bay, người nhảy cần phải kết thúc chạy đà một cách hợp lý để đặt chân giảm nhảy vào điểm giảm nhảy một cách tích cực. Đây, các em quan sát cái tốc độ chạy đà và giai đoạn bay người để gần kết thúc chạy đà, chuẩn bị vào bắn dậm. Chúng ta quan sát hình ảnh lại kỹ hơn giai đoạn giảm nhảy, đặt chân dậm. Tuần rồi mình cũng đã xem một cái clip và trên màn hình có quay lại động tác vận động viên giậm nhảy và bắn dậm.
các em có thể xem lại cái clip của bài trước. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một cái clip một số cái kỷ lục nhảy xa trên thế giới. Xin có thể xem thêm luật điện kinh trên internet và xem thêm nhiều clip nhảy xa trên internet. Ở nhà các em nhớ dành thời gian xem bài trước và tập một số động tác bổ trợ. Xem và trả lời các câu hỏi phần chạy ngắn, nộp bài, kiểm tra lấy điểm. Nha, tuần này là thầy là nhận bài của chủ đề 3 chạy ngắn. Cuối cùng, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.